Phật khi nghèo khó muốn xin được đồng tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an. Phật khi bình minh chợt thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội biết kiếp người mong manh, niệm Phật khi về phía tâm thức đi vào lắng sâu, niệm Phật khi trời Phật khi trời gió thấy cơn lốc buồn ngồi, niệm Phật khi trời trong bóng không còn thấy. Niệm Phật khi vào xuống đó vô dáng người, niệm Phật khi nghe sáng sân hận trôi chân, niệm Phật khi vào lá ưu phiền rơi rơi, Phật khi lập đông giá băng sâu thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ chẳng những nâng cuộc đời, niệm Phật bên già nua chợt xót thương thân phận người, niệm Phật bên người đau ngào ngán trăm ngàn nỗi đau, niệm Phật bên người chết thấy sinh tử vô thường, niệm Phật bên người sống thấy nhân duyên chập chùng, đời là cuộc đời, niệm Phật tên già nua
chợt xót thương thân phận người. Thương phận người đau ngào ngán trăm ngàn nỗi đau, niệm phật bên người chết thấy sinh tử vô thường, niệm phật bên người sống thấy nhân duyên chập chờn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ni sư và quý sư cô và toàn thể chư vị đồng tu trong tỉnh Lâm Đồng cũng như là ngoài tỉnh. Hôm nay pháp hội của chúng ta đón nhận đoàn cổ quý ni sư ở Kiên Giang Rạch Giá lên phát tâm tu 3 ngày. Đến hôm nay là ngày cuối. Và quý ni sư, quý vị đoàn ở Kiên Giang Rạch Giá về đây cộng tu rất là tốt. Giác nhàn rất là tán thán cái công đức của quý ni sư, quý sư cô và toàn thể chư vị đồng tu. Và hôm nay có thêm một cái đoàn của sư cô Quảng Phước mà hồi trước chúng ta có trợ niệm cho sư cô 21 ngày mà hết bệnh ung thư á. Hôm nay sư cô đưa quý sư cô với lại là gần 100 Phật tử ở dưới Cần Thơ lên trên này. Và đêm 2 ngày trước cũng có một cái đoàn của chùa Vạn Đức đó quý vị, của sư ông Hòa Thượng Trí Tịnh á, của Hòa Thượng Trí Tịnh á. Thành ra là cũng lên trên này tu mới hồi sáng đi về 30 người. Nếu mà đoàn hồi sáng không về nữa là chắc chúng ta không có chỗ ngồi. Hôm nay pháp hội chúng ta đông quá, cho nên quý vị chịu khó chịu cực, nó hơi nóng, cái hơi người nó nhiều, nó nóng. Thành ra giờ đây giác nhàn tập trung sinh hoạt trong vòng một tiếng đồng hồ. Thưa quý vị, chương trình chúng ta sinh hoạt hôm nay là giác nhàn sẽ nói đến một cái công năng vi diệu của cái bộ kinh Vô Lượng Thọ và sự phát tâm ấn tống của cái bộ kinh này. Bên cạnh đó là chúng ta đã phát tâm phóng sanh theo định kỳ của cái pháp hội chúng ta, nó có nhiều cái lợi lạc rất lớn. Và cuối cùng đến một cái chương trình là cô Quảng Phước đã niệm Phật 21 ngày hết bệnh. Thì chỉ nghe cô hết bệnh thôi
cho chưa thấy cổ trình bày về cái vấn đề mà cổ đi xuống nhà thương để cổ khám bệnh. Hôm trước vừa có một đêm cổ lên cổ trình bày nhưng mà không có ghi băng đĩa được, và hầu như khắp nơi trên thế giới cái đĩa của cổ, và cổ là nhân vật mà thế giới đang ưa chuộng. Vì ai cũng gọi điện về hỏi cô Quảng Phước làm sao rồi, để kêu cô hết bệnh rồi, kêu sao không nghe cô nói gì hết, có đĩa chưa. Thì cái đĩa hôm trước cô cảm tạ, cô đi về chưa có xét nghiệm của bác sĩ đó. Hôm nay quý vị nhìn lên trên pháp hội chúng ta thấy cô Quảng Phước ngồi hàng thứ nhất đầu tiên bên tay phải. Quý vị nhìn lên đó, thấy cổ bên đây dung nhan đẹp không? Đây là nhân vật đầu tiên mở hàng phòng vãng sanh mà lại thành công hết bệnh. Một cái ca mà phải nói rằng là Giác Nhàn rất khổ cực, bao nhiêu oan gia trái chủ nó nhập vô. Thành ra là hôm nay cổ đặc biệt biết được cái ơn của pháp hội chúng ta, cho nên thành ra cổ đưa 80 người lên trên này. Quý vị thấy một người niệm Phật hết bệnh, cái lợi lạc nó vi diệu lắm. Một người niệm Phật được vãng sanh nó còn vi diệu hơn nữa quý vị. Đó. Thành ra hôm nay thì và có thêm một cái chương trình là có cô Diệu Kim và con gái của Diệu Kim ở Sài Gòn lên cho quà những người mù. Đồng thời là có những cái cảm niệm đối với pháp hội chúng ta. Và có đoàn ở Sài Gòn, cô Diệu Hoang rồi một số các vị Sài Gòn kết hợp với cô Diệu Kim lên đây làm từ thiện, tức là cho các cụ già ở pháp hội chúng ta những phần quà, và cho những người mù những phần quà. Và những người mù này rất là neo đơn, rất là khổ cực, đang ở trên ở dưới Đức Trọng đi lên đây. Cho nên thành ra hôm nay thì có một cái chương trình, và sau khi cái chương trình này xong chúng ta sẽ làm một cái lễ phóng sanh. Và sau cái lễ phóng sanh, Giác Nhàn sẽ công bố về cái cách tu thêm thời gian mà không có mệt mỏi trong một ngày Chủ nhật quý vị về. Chứ không quý vị về tu thời gian nó ít quá, nó uổng cái công của mình đi. Nghĩa là Giác Nhàn chút nữa sẽ sắp xếp cho quý vị tu từ 11 giờ cho đến 3 giờ chiều, không có nghỉ trưa, rồi 3 giờ chúng ta về. Chứ còn nếu chúng ta tu đến 12 giờ, nghỉ đến 2 giờ thì nó uổng thời gian quá. Ha, Giác Nhàn đang xếp lại cái chương trình để chúng ta một nửa ra tu, một nửa ở trong. Và một nửa ăn cơm, một nửa ở trong, rồi nửa ở ngoài ăn cơm xong sẽ đi vô, rồi nửa bên ngoài, bên trong sẽ đi ra, giống như là tu một ngày một đêm. Thì hôm nay phát cho quý vị cái đĩa một ngày một đêm mà coi như Giác Nhàn rất là trân quý. Đĩa này rất đặc biệt là niệm Phật một ngày một đêm xuyên suốt 24 tiếng đồng hồ. Là tuần vừa rồi quý vị có đến đó, mà các vị ở Rạch Giá Kiên Giang không có đến, hôm nay Giác Nhàn có tặng đĩa chép 1.200 bộ, là 2.400 đĩa tặng cho quý vị miễn phí. Và hầu như từ khi mở pháp hội đến hôm nay coi như cái đĩa này là thấy chất lượng, rất là chất lượng, và những nhân vật phát biểu xuất sắc, rất là vi diệu. Giờ đây bắt đầu chúng ta vào chương trình. Quý vị tập trung cao độ, và bây giờ không phải suy nghĩ chuyện gì khác, không lo tính chuyện gì khác, và chúng ta buông bỏ vạn duyên. Cái tâm quý vị trống rỗng như vậy đó thì quý vị mới đón nhận được những cái lời của Giác Nhàn. Còn giờ đây cái tâm quý vị mà còn suy nghĩ xen tạp lo âu, đó là cái nghiệp chướng nó phá mình, nó không cho mình tu. Dẹp hết tất cả mọi sự việc, đến cửa chùa là buông xuống vạn duyên hết, để tâm mình nó trống rỗng như hư không, để nó tiếp nhận những cái chất liệu vi diệu về cái pháp môn tịnh độ này, để làm cái hành trang tư lương trên lộ trình trở về xứ Phật, là cái cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà, thì nó mới hữu ích. Có những vị ở Kiên Giang, Rạch Giá, Sài Gòn, Nha Trang vân vân, bỏ biết bao nhiêu công sức về đây mà không có hiệu quả, là chúng ta về đây mà chưa buông xuống, còn lo nhiều chuyện quá. Thôi bây giờ Giác Nhàn chỉ mong quý vị trong thời gian 1 tiếng đến 2 tiếng thôi, buông hết công việc. Bây giờ lo cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Buông hết để mình tập trung cái việc nào nó ra việc đó. Quý vị ngay biết rằng là những công việc xe cộ nó làm ngoài kia, bất cứ công việc gì giàu cho nó quan trọng cỡ nào đi nữa, Giác Nhàn bước lên pháp tòa là buông xuống hết, tập trung toàn tâm toàn lực vô trong cái buổi giảng này, tập trung toàn tâm toàn lực vào quý vị, thì chúng ta mới có cái hiệu quả được. Vì vậy cho nên những cái đĩa chúng tôi ra rất là chất lượng, là hầu như ai coi người ta cũng cảm ứng được. Bởi vì mình nhiệt tâm mình làm,
mình tha thiết mình làm, và mình coi cái việc này là việc đại sự chứ không phải việc trò chơi. Việc đại sự nghĩa là nó giải quyết được cái vấn đề sanh tử của chúng ta, và cuộc đời chúng ta nó sẽ thăng hoa và tiến bước trên cõi lộ trình để trở về xứ Phật, là một cái điều mà rất rất là quan trọng, là đại sự trong cuộc đời chúng ta, không phải là cái chuyện trò chơi, không phải là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta hết sức nghiêm túc, hết sức là trang nghiêm và tập trung cao độ để cho cái công việc chúng ta nó có hiệu quả ha nè. Đó. Thì thưa quý vị, với Pháp hội chúng ta hiện nay tổ chức một ngày 8 tiếng liên tục 4 thời 8 tiếng không gián đoạn, và chỉ thọ trì một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, và ấn tống một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, và cuộc đời của Giác Nhàn sẽ giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Và thưa quý vị, chỉ cần một bộ kinh trong năm bộ kinh mà chúng ta thâm nhập được thì tất cả bộ kinh khác chúng ta thâm nhập, vì tất cả lời trong kinh này là cái diệu dụng lưu sức từ chân tâm của chư Phật. Mà chúng ta nhập vào một cái bộ kinh nào mà thấu hiểu được, một bộ kinh mà chúng ta thâm nhập được, thì tất cả bộ kinh chúng ta thâm nhập được. Nếu chúng ta không thâm nhập được một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta thâm nhập được bốn chữ A Di Đà Phật thì trí giác chúng ta sẽ khai mở, vì A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Vô lượng giác này là cái diệu dụng, là cái quả giác của Đức Phật tu. Đức Phật A Di Đà tu đã thành rồi, hôm nay lấy cái quả giác đó làm cái nhân địa để chúng ta thể nhập vào chân tâm chúng ta, để chúng ta một đời này mở mắt thấy Phật về cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Dầu cho cái nghiệp chúng ta nặng cỡ nào đi nữa, giết mẹ, giết cha, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng, dầu cho nghiệp chúng ta nặng như thế nào nữa, nhưng chúng ta nương nơi cái thuyền từ nguyện lực của Phật A Di Đà, chúng ta vẫn vãng sanh được quý vị. Vì vậy cho nói thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, cửu phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng cực, đúng không ạ? Ngã kim đại quy y. Hôm nay chúng ta phải quy y. Quy là quay về, y là nương tựa. Một đời này nương tựa vạn đức hồng danh, một đời này nương tựa một bộ kinh Vô Lượng Thọ, đủ vốn chúng ta về cực lạc. Đủ vốn chúng ta về cực lạc quý vị. Tin chưa quý vị? Chưa tin, vì tâm sen tạp nhiều quá. Tụng một bộ kinh không đủ đâu, phải nhiều bộ mới đủ. Quý vị thấy Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Ngài nói, chỉ cần không xen tạp nhất định sẽ thành công. Ngài Trung Phong Thiền Sư trong lời khai thị của Ngài nói, chỉ cần tu không xen tạp. Không xen tạp là gì? Một bộ kinh này chúng ta tụng, năng tụng là mình, sở tụng là kinh, tánh không tịch, cảnh giới xuất hiện. Và vừa rồi đây có một cô ở dưới Đạch Giá Kiên Giang đó quý vị, lên trên này niệm một ngày một đêm đến 1 giờ khuya, buồn ngủ gật gờ chịu không nổi, nói Phật ơi, Phật gia hộ cho con, sao đừng buồn ngủ nữa đi Phật. Vừa nói dậy xong mở mắt ra, thấy Đức Phật A Di Đà mở mắt duỗi tay phóng ngọc hào quang, hết ngủ luôn quý vị. Trong này có ai thấy Phật không? Chưa thấy phải không quý vị? Chưa thấy là chúng ta chưa có cảm, cho nên chưa có ứng Phật, chưa có ứng hiện. Mở mắt thấy Phật, hết buồn ngủ luôn, không dám kể, về tới kiên, về dưới Rạch Giá rồi bắt đầu về tới Cây Lậy á, Tiền Giang Cây Lậy đó, bắt đầu mới gọi điện lên mới kể. Nó vi diệu như vậy đó quý vị. Cho nên thành ra cái ngày mùng 7 tháng 8, mùng 7 tháng 9 âm lịch là cái ngày thứ 7, và bước sang ngày chủ nhật là ngày mùng 8, là chúng ta niệm một ngày một đêm nữa. Cho nên hôm nay Pháp hội chúng ta không tổ chức 3 ngày cộng tu mà tổ chức 1 ngày 1 đêm. Vì 1 ngày 1 đêm chúng ta thực hành theo cái bộ kinh A Di Đà, nhược nhất nhược, nhị nhược, tam nhược, tứ nhược, nại chí là cho đến thất nhược, 7 ngày. Bây giờ chúng ta thực hành trước 1 ngày 1 đêm. Thì 1 ngày 1 đêm cái câu niệm Phật nó liên tục, nó tạo thành năng lượng quý vị. Nghĩa là một câu A Di Đà Phật chúng ta tập trung lâu ngày
gọi là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, không gồm tâm vô một chỗ, tâm chúng ta gom vô một chỗ thì không có sự việc gì không thành. Hồi xưa các vị tu thiền, hồi xưa các vị tu thiền tập trung vô một công án. Trước khi cha mẹ ta sanh ra, mặt mũi ta là gì? Dùng một công án này gọi là cái nghi tình, cho đến một cái lúc tư tưởng chúng ta không còn một chỗ xen hở và không còn một cái vọng nào nữa hết, thì gì quý vị? Bở vỡ ra cái khối nghi tình, gọi là đại ngộ, là triệt ngộ. Ngộ là bừng sáng của tâm linh mà không có dấu vết của tri thức. Nhưng hôm nay chúng ta không dùng câu A Di Đà Phật làm công án, mà dùng câu A Di Đà Phật là công đức của Phật, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Và Đức Phật đã thành 10 kiếp rồi, bao nhiêu công năng diệu dụng, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân dồn chứa trong câu A Di Đà Phật, gọi là vô lượng công đức, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, là cái quả giác mà Phật tu đã thành rồi. Lấy cái quả giác này làm cái nhân địa để chúng ta tu. Đây là cái chỗ này, là cái chỗ tuyệt vời của pháp môn Tịnh Độ quý vị, là pháp môn tu tắc, vô trong vô lượng pháp môn tu tắc. Mà họ Thượng Tịnh Không nói là đây là pháp môn đi bằng máy bay. Vì sao máy bay quý vị? Vì trong một đời này về cực lạc, chứ không để đời thứ hai. Không thì chúng ta phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, từ cái thập thiện cho lên Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát mới trở về cảnh giới Phật được. Từ cái cõi người như chúng ta phải lên cõi Thanh Văn, cõi Duyên Giác, cõi Bồ Tát và cõi Phật, phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Một đại A Tăng kỳ kiếp quý vị biết bao lâu? Lâu lắm. Nhưng chúng ta không đi theo con đường đó nữa, mà đi con đường gì? Một đời này không cần lên cõi Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, mà trực chỉ về cực lạc. Vì sao? Quan Âm cũng về cảnh giới cực lạc, Phò Tá Đức Phật Di Đà, Thế Chí vẫn ở bên cõi cực lạc, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Tượng trong nhà thiền, Triệt Ngộ Thiền Sư đều về bên đó hết rồi quý vị. Vậy mà chúng ta còn ngồi đây nữa. Chúng ta phải về, một về, hai về, ba về, trăm về, ngàn về. Không còn phải ở trong chi cái nhà lửa tam giới này. Ở chi nơi đây? Ở chi nơi đây nợ trần dẫn dương? Nợ trần dẫn dương ha quý vị ha. Cái cõi này là cái cõi ngũ trược ác thế. Cái cõi này là gì quý vị biết không? Là cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, lòng vòng trong sanh tử. Quyết một đời này phải về cực lạc nha quý vị nha. Mà muốn về thì sao? Một bộ vô lượng thọ làm sao cho thâm nhập cái cảnh giới mà Hòa Thượng Tịnh Không nó một ngày phải ba bộ, ba năm như một ngày quý vị sẽ cảm cảnh giới cực lạc. Làm chưa xong mà chúng ta còn đòi làm cái khác, tụng cái khác. Nói như vậy không phải chúng tôi chê bai chỉ trích những kinh khác, hoặc chê bai chỉ trích những người tu tụng nhiều cái bộ kinh. Cái đó là cái duyên của họ. Mà cái duyên của chúng ta theo Ngài Ấn Tổ, cái duyên của chúng ta theo Ngài Lý Bỉnh Nam là đệ tử của Ngài Ấn Quang, cái duyên của chúng ta theo Hòa Thượng Tịnh Không là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Đó, quý vị thấy không nè? Tuy rằng chúng tôi nói như vậy, nhiều lúc chúng tôi nói tới nói lui, quý vị nghe thấy thừa phải không ạ? Nhưng không thừa đâu. Mỗi lần nghe là mỗi lần khác. Mỗi lần chúng tôi nói là mỗi lần khác đó quý vị. Khác như thế nào? Mỗi lần chúng tôi nói là tự nhiên cái năng lực để mà tập trung vô nhất môn, cái năng lực để mình tu tập bắt đầu nó dồi dào, nó hưng phấn lên. Rồi quý vị nghe, quý vị có một niềm tin sâu sắc, dầu cho Đức Phật Thích Ca hay Tổ Đạt Ma xuống nói phải tụng nhiều kinh, là phải lạy nhiều Phật, hoặc giả là phải về cảnh giới khác, tu pháp môn khác, nó sẽ gì? Mau về thành Phật hơn. Chúng ta kêu không. Con nguyện một đời này trực dễ về cực lạc. Con nguyện một đời này trực chỉ về cực lạc. Nghe Ấn Tổ nói năm bộ chọn một bộ, chọn cái bộ vô lượng thọ này để chúng ta đi vào cảnh giới cực lạc, để chúng ta thâm nhập 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà và thâm nhập câu A Di Đà Phật, bốn chữ thực thà niệm quý vị. Chân thật chất phát, gọi là lão thật. Lão là già dặn, thật là chân thật. Niệm một câu A Di Đà này tới bến quý vị, tới cùng quý vị, thì quý vị có cơ may chúng ta vãng sanh. Còn không chúng ta sen tạp, lúc ra đi không biết gì chú hay niệm Phật đây, lúc ra đi còn phải tụng dược sư hoặc thị sám, thị sám để tiêu nghiệp. Tiêu nổi không vị? Tiêu không nổi. Ngáp ngáp lúc gần chết rồi niệm bốn chữ để cảm với A Di Đà Phật, 10 câu để mà về bên đó, niệm không nổi quý vị. Tụng mà cho nó tiêu kiến, hoặc tư, hoặc vô minh, hoặc trần sa, hoặc từ khi quý vị lột lòng ra chưa tạo một cái tội gì cho đến khi quý vị nhắm mắt, quý vị sám hối, nó cũng không có sạch hết tất cả kiến tư phiền não, vì vô lượng kiếp đã nghiệp dày quá rồi. Vì vậy cho nên thành ra nếu chúng ta không về cực lạc thì không bao giờ một đời này chúng ta thành Phật giống như Đức Phật Thích Ca được.
không thành Phật nổi. Quý vị thấy không nè? Đó, mà Đức Phật Thích Ca tu ngài thành Phật, ngài phải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, cho đến cái kiếp cuối cùng ngài mới về tại Bồ Tát Hộ Minh Cung Trời Đâu Xuất, giáng sinh vào trong cõi Ta Bà này, vào hông hữu của Hoàng hậu Maya bên vua Tịnh Phạn ở nước Ấn Độ, để làm gì? Để thành Phật, gọi là thân cố hậu thân cố, tức là cái thân này là thân cuối cùng, không còn cái thân thứ hai nữa, là thành Phật. Nhưng một đời này, một cõi này chỉ có một Phật chứ không có hai Phật. Để chúng ta mà tu tiêu hết tất cả kiến hoặc, được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và ngũ thông trong một đời này, không có chuyện đó, mơ cũng không có. Mà muốn thành Phật thì phải đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thần thông diệu dụng và có y báo như ngài Dược Sư, phải có gì? Cái cảnh giới đông phương của ngài. Cho nên chúng ta làm không nổi, mà chúng ta chỉ gì? Về cực lạc. Khi về cực lạc, tuổi thọ của mình bằng với tuổi thọ Phật A Di Đà, và đồng thời 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngũ thông, còn cái lậu tận thông là chưa có dứt sạch được, chưa có chứng được, là còn kiến tư phiền não. Quý vị thấy không nè? Nhưng chúng ta đừng có mặc cảm. Đây là cái cách mà để chúng ta tiến vào vòng tay của Đức Phật nha. Bên ngoài chúng ta là khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ. Bên ngoài, còn bên trong chúng ta là phải thừa tự rằng chúng ta có thể khả năng thành Phật. Chúng ta có thể khả năng và quyết một đời này niệm Phật về cực lạc. Bên trong chúng ta cứ cho nó thoải mái và nâng cao cái tâm thức của chúng ta để cảm được ánh quang minh của Phật và quyết định một đời này về cực lạc. Nhưng bên ngoài chúng ta khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ. Đây là cái cách để tiến vào vòng tay của Đức Phật. Còn nếu bên ngoài chúng ta ngã mạn, khoe khoang, cho mình là học giỏi, có trí thức, là bác học, là thông minh, đó là cái bả mí, là cái xác không hồn, đụng phiền não một cái là giải đạch đạch, không có chỗ mà chuyển hóa được. Phải không ạ? À. Và bên ngoài chúng ta mà ngã mạn tự cao, ta đây khoác lác tự đắc như vậy thì chúng ta không thành được. Phải không nè? Còn bên trong thì nó yếu nhớt à, mặc cảm tự ti, tôi là người phụ nữ đàn bà nặng nghiệp, không thể về cực lạc được, kiếp sau làm người thôi. Đó là tự chúng ta bịt mắt chối tay. Mình có Phật tánh và có khả năng thành Phật được, mà muốn thành Phật thì phải niệm cái quả giác của Phật A Di Đà thì chúng ta mới mau thành và bảo đảm. Còn nếu mình trở về với chân tâm tự tánh bằng con đường chân không của thiền tông được, nhưng mà căn cơ chúng ta không có cửa, quý vị, bản thân chúng tôi cũng không có cái cửa để mà nhập vào chân tâm bằng con đường chân không bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến thánh thành Phật, chúng ta không có cái cửa để đi vào cái cửa này, dành cho gì? Đại thiền sư, là triệt ngộ thiền sư ấy. Thế mà ngài triệt ngộ cũng thật vì sanh tử, phát tâm bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật để một đời này về cực lạc. Rõ ràng trước mắt tổ thứ 11, rõ ràng à. Cho nên chúng tôi mỗi lần chủ nhật đến là chúng tôi nói để quý vị xác quyết con đường. Cho nên vừa rồi chúng tôi tu, chúng tôi nói với quý ni sư lớn, đến bữa nay giác nhàn không phải lo toan chạy tìm kiếm pháp môn nào nữa hết. Thôi mình ở miền Tây gọi làm hai lúa, thì mình làm hai núi đi. Ở trên núi chỉ lủi thủi ăn rau cỏ rồi uống nước suối, nước đó nước suối trong mạch ra ha. Rồi chỉ biết tụng bộ vô lượng thọ, niệm A Di Đà Phật. Ai mà đủ duyên thì lên núi kết duyên, kết bè về cực lạc ha. Chứ cũng không có muốn cao siêu gì hết. Có 10 Phật tử hỏi thầy tu, kêu tôi chỉ biết ăn chay niệm Phật tụng vô lượng thọ, kêu thầy tu ít vậy sao thành Phật. Thầy phải làm cho nhiều vô. Bữa nay pháp qua, mai là Địa Tạng, mốt là Dược Sư, bữa kia là Chị Chú Đại Bi, thầy làm túi bụi vô, thầy làm nhiều vô nó mau thành. Nhưng mà giác nhàn sao không có cái duyên đó? Có cái duyên chỉ một bộ này à. Một bộ này mà chưa thành nha quý vị, chưa thâm nhập nha quý vị, chưa thâm nhập nổi. Thâm nhập làm sao? Tụng vô là cảnh giới xuất hiện. Xuất hiện chưa quý vị? Chưa. Phải không ạ? Cho nên thành ra hôm nay giác ngàn nói xung quanh về cái vấn đề tụng kinh vô lượng thọ. Thì sáng hôm nay đại chúng tụng hết một bộ vô lượng thọ, giác ngàn thấy rất tuyệt vời. Mấy hôm nay lo toan công việc nhiều nó cũng mệt. Hồi sáng sau khi tụng vô lượng thọ xong, hình như là cái công đức của quý vị tụng kinh nó cấn trừ qua bên cái vấn đề mình mệt mỏi lo toan. Lạy Phật xong gần nửa tiếng của người nó khỏe, giống như lực sĩ Tứ Hải khiêng mấy tạ nổi vậy.
nó thay đổi lạ kỳ. Mà cái thay đổi này không phải là cái sức khỏe, mà do cái công đức nó phản hồi, lo cho người khác, người ta tu rồi bắt đầu phản hồi cái công đức lại. Cái này Giảng Nhàn tin tưởng điều này. Và sáng hôm nay đại chúng tụng hết một bộ Vô Lượng Thọ, rất là bình yên, rất là an lạc, không có một cái chướng duyên trở ngại, cúp điện hay là bị cái gì trở ngại hết trơn. Cho nên Giác Ngàn khuyên quý vị phát Bồ Đề Tâm, ấn tống cái bộ kinh này. Hiện tại đã ấn tống được 45.000 cuốn rồi nè. Và không những 45.000 mà 100.000 cuốn. Bắt đầu thứ hai là ngày mai Giác Ngàn đi ra ngoài Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để mang 1.000 cuốn kinh ra những đạo tràng mà mấy sư cô vô đây để mà học cái cách tu ở trong này, mang ra để cúng dường, giảng và nói và năn nỉ cho họ tụng. Không những năn nỉ mà gì, lạy lục để cho họ tụng. Mình phải tha thiết như vậy quý vị. Thực ra mình nói lạy lục thì nó khó, chứ cái Giác Ngàn nói như vậy còn hơn lạy lục, còn hơn năn nỉ. Vì sao? Cái bộ kinh này nó vi diệu quá rồi. Nó quá vi diệu. Không nè, khi chánh pháp diệt tận nó lưu hành được 100 năm. Quý vị thấy không nè, chánh pháp diệt tận không còn một cái gì, lưu hành 100 năm. Đây là cái sự quyền ký của Đức Phật. Mà riêng cái bộ kinh này Đức Phật Thích Ca lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Đại Tạng Kinh. Quý vị thấy không nè? Đó. Cho nên hôm nay Giác Ngàn khuyên quý vị, không những mình về tụng mà mình khuyến khích người ta tụng. Mà khi mình khuyến khích người ta tụng, mà người ta tụng có an lạc, cái nhân quả nó phản hồi lại, cái trí giác chúng ta khai mở. Gọi là gì quý vị? Lợi tha. Cái trí tuệ này là do lợi tha, là mình làm lợi cho người ta đó, thì nó phản hồi lại cái trí tuệ mình nó khai mở. Mà với điều kiện không có lợi vụ trong này, nghĩa là chúng ta làm bằng một cái sự chân thành, hiến dâng, hiến tặng cho người ta tụng. Đó, thì cái công đức mới có, gọi là 10 công đức ấn tống kinh, Giảng Ngàn có nói quý vị nghe phải không ạ? Cho nên hôm nay quý vị về làm sao đó, bản thân chúng tôi cũng vậy. Có nhiều lúc gọi là ăn nhín nhịn thèm, để gom góp tiền kinh, để in kinh tặng cho người ta tụng. Chúng ta phải làm sao, có nhiều lúc chúng ta có thể ra mua bộ đồ 2 triệu, 3 triệu không thương tiếc, mua mang về bật, còn soi gương tới, soi lui, đi qua, đi lại, ẹo tới, ẹo lui, có thứ đẹp không? Nhưng mà bỏ tiền ấn tống nó tiếc đứt ruột đứng gan à. Móc ra 5.000 dính dính phải xoa nước miếng cái chừng sợ nó dính nữa. Tức là chúng ta muốn hưởng thụ cho bản thân mình nhiều lắm, không thích để làm lợi tha. Dẫu có làm lợi tha là gì? Là đền bù phù tạc, người ta giúp mình giúp lại. Không có một cái tâm lợi tha thì lâu ngày phước đức nó hết, sanh ra bệnh hoạn, gia đình hoạn nạn và sự cố sẽ xảy ra. Lúc đó là than trời trách đất, sao tôi khổ như vậy, sao tôi lên chùa tôi cúng nải chuối như vậy mà bây giờ Phật không do tôi lo tôi cái gì hết. Hay đổ thừa, hay chấp bên ngoài, phải tiên trách kỹ, hậu trách bỉ, nhìn lại mình cái lợi tha tới đâu. Phải hy sinh vì chúng sanh, hy sinh tất cả mình sẽ được tất cả. Được cái gì quý vị? Được là khi chúng ta ra đi, mở mắt thấy Phật, về cảnh giới cực lạc, đó là được tất cả. Còn quý vị được tất cả sở hữu vật chất tỷ này tỷ nọ mà ra đi ngáp 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 không biết đường ra đi, và gì quý vị giặt vã vật vã đau đớn quằn quại trên giường, và gì mờ mờ mịt mịt không biết đường ra đi, mất tất cả quý vị, mất tất cả. Cho nên hôm nay chúng ta biết con đường đi rồi, chúng ta phải khéo léo để chúng ta ra đi. Quý vị tháo nè. Thì hôm nay chương trình của Pháp hội chúng ta thì là mỗi lần về Giác Ngàn đều có những lời để sách tấn bằng tất cả tấm lòng chân thành tha thiết, cái tâm huyết Giác Ngàn để trao gửi quý vị, khỏi uổng cái công quý vị về đây. Và vấn đề chương trình thứ hai, tức là chúng ta sẽ làm một cái lễ phóng sanh. Cái công đức phóng sanh nó rất là vi diệu, mà muốn phóng sanh có hiệu quả thì chúng ta phát tâm ăn chay trường. Muốn giảng sanh về cực lạc thì chúng ta phải làm sao? Phải gì? Phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, và gì? Từ tâm bất sát. Hôm nay chúng ta từ tâm bất sát cho quý vị. Chúng ta phải phát tâm ăn chay trường. Nếu hôm nay bao nhiêu người này không ăn mặn nữa, bữa đó nó bớt giết 2 con heo, 2 con đó nó sống thêm được 2 ngày nữa. Cái lòng từ bi mà cái tâm Giác Ngàn nghĩ như vậy đó quý vị. Cho nên thành ra quý vị cứ yên tâm đi, phát tâm cái việc ăn chay trường đi. Nếu chúng ta ăn chay trường được, người chúng ta nó nhẹ nhàng, nó ít bệnh hoạn. Chúng tôi có giảng 10 công đức ăn chay và lợi ích ăn chay và phóng sanh. Quý vị về xem cái đĩa này, chúng tôi nói rất là sâu sắc. Thì hôm nay Pháp hội chúng ta, hôm trước cứ một tuần là phóng sanh 2 triệu. Hôm nay chúng tôi thấy quý vị đóng góp và chúng tôi cũng dành dụm được bữa nay 4 triệu. Có khi 4 triệu, như vừa rồi đây là 8 triệu.
có khi 10 triệu, chủ nhật nào chúng ta cũng phóng sanh. Thì chút nữa chúng ta sẽ làm một cái lễ phóng sanh, mong quý vị về tại nhà chúng ta phát tâm ăn chay. Chúng ta ăn mặn đó là gián tiếp giết, nếu chúng ta không ăn thì người ta không có giết, đổ nạn vì chúng ta ăn người ta mới giết. Cho nên thành ra Ngài Lý Bỉnh Nam nói là ăn miếng trả miếng. Giác Nhàn nói với cái cô đang hộ niệm trong này, cô kêu thầy ơi sao con lâu đi quá vậy thầy, con muốn chết mà nó chết không được thầy, con muốn nằm mà nó nằm không được thầy. Quý vị nhìn lên tivi quý vị thấy rõ, đến như cái nước này thì làm sao lạy Phật được nữa quý vị. Bây giờ chúng ta đang khỏe nè, chúng ta cố gắng chúng ta lạy đi quý vị, chúng ta cố gắng chúng ta tu đi, đến cái nước này làm sao chúng ta tu nữa. Giờ chúng ta đang còn sức khỏe, xài phung phí, rất là phung phí cái sức khỏe và cái cuộc sống chúng ta, rồi đến nước này làm sao chúng ta tu. Giác Nhàn mới nói có hai ni sư gì cô ruột hay gì ruột của cô lên đây nói kêu cô đi tu mà cô không chịu đi tu, bây giờ cái nghiệp nó gây ra như vậy, ăn mặn, cô kêu con đâu có sát sanh, con giết, con làm gì nghiệp nặng lắm mà sao con phải như vậy. Giác Nhàn kể ra cái tội, bây giờ cô có ăn mặn không, kêu có, đó là thịt chúng sanh, cha mẹ của mình ăn miếng trả miếng, bây giờ mình nhai mình vốn ngoém nó ngon như thế nào, nước miếng nó xèo cái bọt ra nó ngon ra làm sao, thì bây giờ nó hành cho ra bả lại. Cái gì nữa, Giác Nhàn nhớ cái năm 12 tuổi trước khi đi tu ăn một con heo ngon lắm, ăn mà cũng như là ăn thịt nạc không, mà bây giờ trước đi tu mà ăn thịt heo cho nó khỏi thèm, để mình đi tu cho nó yên tâm á mà. Chú ăn ngon lắm, ăn thịt chúng sanh ngon lắm. Cho nên thành ra Ngài Lý Bỉnh Nam nói đây là cái gì? Cái nghĩa trang tôn súc sinh, cái nghĩa địa chôn súc sinh. Mà chôn hoài không đầy, có đầy không? Hồi nhỏ giờ bao nhiêu thúng thịt rồi? Bao nhiêu thúng thịt, bao nhiêu thúng xương rồi? Tô chôn hoài mà không đầy, gọi là cái nghĩa trang chôn súc sanh, vô đáy không đầy. Bây giờ phải trả, ăn miếng trả miếng. Quý vị thấy không? Thứ nhất là cấm sát sanh, Đức Phật để lên hàng đầu. Quý vị thấy không nè? Đó. Nghe đến đây chúng ta xúc động cảm giác về ăn chay. Bữa nay ăn chay được 10 ngày, thêm 20 ngày. Bữa nay 20 ngày ăn chay trường. Ở trong này ai ăn chay trường là giơ tay lên coi. Còn mấy người kia ăn gì? Ăn chay đụng ha. Đụng gì ăn đó phải không? Thực ra Giác Nhàn vẫn biết cái hoàn cảnh của quý vị, vì chồng, vì con. Quý vị nhớ cái chú Trí mà hôm trước lên đây phát biểu không? Bây giờ gia đình đang áp đặt bắt chú phải ăn chay ăn mặn. Chú gọi điện lên, Giác Nhàn nói chú phải vượt qua. Con nghe lời sư phụ, cố gắng con vượt qua cái vụ này. Nhà bán hải sản tươi sống, bán quán nhậu mà để cá bơi bơi chỉ cái là giết ăn á, mà phát tâm ăn chay. Bây giờ ăn mới có 2 tháng thôi mà bây giờ ăn mặn nó mửa ra hết trơn. Cho gia đình thấy đang ăn mửa trên bàn ăn luôn, mà gia đình vẫn ép ăn cho bằng được. Dễ sợ quý vị thấy không? Nhỏ mới có 25 tuổi thôi, kêu con mà biết thầy sớm con cạo đầu con đi tu cho rồi, có vợ làm chi, nó khổ ghê gớm. Khổ không quý vị? Khổ. Cho nên thành ra thưa quý vị rằng là cái nghiệp nó không có tha chúng ta. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay cái phòng vãng sanh này Giác Nhàn tưởng chừng là cổ là khoảng 7 ngày là cao lắm. Hôm nay 15 ngày 15 đêm hành hạ, mà quý vị vô ngồi coi, cái bụng của nó trướng lên, tay chân nó sưng lên, mà sống không được chết được, nó hoành hành, nó đau nhất. Bởi nên xì nước ra thấy khiếp khủng luôn, xì nước ra thấy khiếp khủng luôn như vậy đó. Nghe là mình thấy sợ không ạ? À? Vậy mà về nhà thấy nồi thịt kho là dứt liền. Khỏi phải từ chối luôn. Không biết thịt kho này để dành cho ai. Kêu đang để cúng á, ngồi chảy nước miếng. Cúng rồi ăn chứ làm gì thèm dữ á. Quý vị thấy không ạ? Cho nên thành ra rằng quý vị thấy rằng là thường cái bệnh hoạn là do cái nghiệp sát sanh. Bây giờ có hai điều chúng ta phải chuyển hóa. Một là ăn chay, hai là phóng sanh, để khi chúng ta ra đi nó nhẹ nhàng. Đó là cái nhân quả nguyên tắc, đây là cái công thức tất yếu. Nếu muốn gần ra đi lâm chung mà không đau bệnh, hai điều kiện đó là: thứ nhất, ăn chay bây giờ, đừng ăn thịt chúng sanh nữa, đó là thịt cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Chúng tôi nói như vậy nó vẫn đụng chạm những người mà chưa hiểu về cái nguyên tắc mà Đức Phật dạy. Thứ nhất cấm sát sanh, mà cái sâu sắc của Đức Phật cấm sát sanh là không phải trực tiếp giết, mà gián tiếp, đó là ăn thịt chúng sanh. Chúng ta phải hiểu sâu sắc cái chỗ này. Không phải chúng tôi nói mang tính cách là kêu là chúng ta gọi là nói càng đâu, mà đúng là như vậy thôi à.
phải quy theo nè. Nếu chúng ta không ăn thì làm sao nó giết? Người ta nếu không giết thì thú ở đâu? Nó làm sao chứa cho nó hết? Thì có cái luật đầu thải, quy luật vô thường mà. Con người mình không ai ăn mà sao nó cũng chết đó. Đến lúc nó chết là nó chết à. Đừng có lo cái vụ đó. Kêu trời ơi, heo đồ bò nó đẻ, nó chạy đầy đất chặt bãi rồi, ở đâu mà không giết nó ăn rồi, còn rồi nó ở đâu, làm sao? Không có lo, nó đến cái nghiệp nó hết. Giống như mình á, càng ngày càng sanh đẻ lo lắng vậy mà nó chết, đến khi nó cũng chết rồi. Không nè, à, có trời sanh voi sanh cỏ, có thú thì có đất để dung dưỡng. Cái quy luật không có gì mình lo. Không nè, cho nên thành ra cô này cô nói thầy, sao mà Phật lâu xuống trước quá thầy. Mà quý vị nhìn là quý vị cảm thương liền. Rất là tội nghiệp. Mình thường nhắc nhàng hay đặt vị trí người ta là mình. Khi mình thấy người ta đau khổ, tự nhiên mình nghĩ đến mình đau khổ. Nó đồng cảm như vậy đó quý vị. Cho nên hôm nay giác nhàn muốn nói về cái vấn đề hộ niệm, là hiện tại này cô đang ở đây và hộ niệm đại chúng xuyên suốt liên tục như vậy. À, cho họ đi ra ngồi ấn xong chúng nữa thì mời cái lên. Sao họ tỏ, họ cho nhọc tỏ dắt ra đây luôn nha. Họ tỏ xong dắt lên. Ngồi đen mớ rồi ngồi trong đó mớ. Chúng nữa phát quà. Thì như vậy hôm nay đặc biệt của Pháp hội chúng ta, ca thứ nhất là cô Quảng Phước hết bệnh ung thư, ca thứ hai là sư cô Liên Tiến là vãng sanh, ung thư vú giai đoạn cuối vãng sanh, ca thứ ba là thân phụ giác nhàn vãng sanh, ca thứ tư là cô Ngô Thị Tịnh pháp danh Diệu Âm Diệu Công đã hết bệnh đi về, cổ về rồi, khỏe rồi, bữa nay về cô kêu... con về con khỏe quá để con ăn uống cho nó da dẻ rồi nó ra nó đẹp, cô lên con thăm thầy. Kêu trời ơi, làm gì lên thăm thầy mà đẹp mới lên. Bây giờ nói chuyện vui lắm. Thì bà kêu vài bữa bà lên bà thăm, coi như là cái bú ác tính nó chèn cuộc sống bữa nay nó teo à. Và bà khỏe ra rồi, cô đang ở nhà. Giáo nhàng kêu có thể cô lên đây lại đó. Cô kêu chắc có thể như vậy, chưa chào khán giả rồi sẽ lên chào lại. Thì cô Quảng Phước cũng vậy, lúc trước cô về thì cô xuất viện thôi, chứ chưa có đi khám bệnh viện lại, chưa khám bệnh viện như kia. Cho nên hôm nay thì bao nhiêu người cứ hỏi cô rất nhiều, và cô Quảng Phước sao rồi, cô đi khám bệnh như thế nào. Thì hôm nay cô đưa một cái đoàn lên trên này, và coi như cái ca cô Quảng Phước đầu tiên là khổ cực nhất, nhất là oan gia trái chủ, nhất là các vị vô hình đến đây, mà nhờ cổ độ không biết bao nhiêu người vô hình. Không biết bao nhiêu người vô hình về đây, riêng ông Bảy Gia, riêng ông Tám Cột trên này là 2.700 vị xuống đây. Mà chú Nghiêm Giác nhập vô cổ kêu xuống, nói thông tin qua, hơn 170 tăng ni, dễ sợ xuống đây quy y theo Đức Phật A Di Đà. Mà chưa nói là mấy cái chỗ khác như ông Bảy Gia, cái trại lính ông cũng đông nữa. Chắc hôm nay chắc mấy vị mà vô hình cũng có ngồi đây, đông lắm nè. Chiều nay mình cũng thấy, bây giờ đây cô Quảng Phước cổ sẽ... có một vài lời để mà sẽ nói về cái vấn đề mà khi cô ở đây hộ niệm. Và chính cô nói như vậy cho cái cô này cô có niềm tin, cái cô đang hộ niệm trong này cô có niềm tin hơn. Và đặc biệt là xuống khám bác sĩ như thế nào, thì mời cô Quảng Phước từ từ bước sang bên đây. Đối với Phật Pháp, đôi khi chúng ta không ngờ mà lại có, không nghĩ mà lại có. Đâu có nghĩ niệm Phật hết bệnh ung thư, đúng không? Không có ai nghĩ ra điều này. Nhưng hôm nay đây là nhân vật thực tế mà giác ngàn nhiều lần mời cô lên mà cô lên không có được. Mấy lúc trước cô nhút nhát lắm, bữa nay kêu cái cô ra liền. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy, trên quý sư cô và còn toàn thể đại chúng. Con là tỳ kheo ni Quảng Phước. Dạ, con gì cái bệnh ung thư của con thì trong 4 tháng vừa qua, đừng nói chuyện nha. Trong khi con lâm bệnh thì con cũng nhờ trên thầy chủ trì và thầy phó chủ trì và tất cả đại chúng trong đàn tràng ở tỉnh Thất Quan Âm ở đây giúp cho con niệm Phật trong 21 ngày vì một câu niệm Phật A Di Đà, mà trong 21 ngày qua là con được
cái tế bào ung thư của con được cho con được khỏe, con hết bệnh. Con cũng nhờ Đức Phật A Di Đà, nhờ Đức Quan Thế Âm cho con thuốc uống. Con trong mấy ngày qua đó con đi về con không có, con chưa tới khai khám, nhưng mà con không biết là con nói gì với thầy, là cảm tạ cảm ơn thầy trên đàn tràng. Con đi về con đi tái khám thì bác sĩ cứ hỏi là cô trong vòng có hai tháng thôi mà cô uống thuốc gì mà cô hết, thì con chỉ có nói là chỉ có không uống thuốc gì hết rồi nghĩ là chết thôi, rồi đi vô trên thầy là thầy mở đàn tràng niệm Phật, chỉ có niệm Phật thôi chứ không có uống thuốc gì. Ông bác sĩ cũng không tin. Ông nói hồi lúc mà tôi tái khám cho cô là tôi siêu âm cho cô, rồi tôi nội soi cho cô, thì tôi thấy trong tất cả cái bao tử của cô với lại cái đường ruột của cô là coi như là nó tiêu hết rồi, nó sẽ ăn lên tới cẳng cổ cô. Tôi mới kêu cô về, cô thèm gì cô cứ ăn đi, nhưng mà tôi không nói là cái bệnh của cô là nó như vậy, nhưng mà tôi chỉ khuyên cô về, cô cứ thèm gì cô cứ ăn cái đó đi. Mà bữa nay thì sao, tại sao mà cô lên, cô khám tại có 2 tháng thôi mà sao cô lên, sao cô tỉnh quá vậy, mà cô phát tướng ra, cô không phải như hồi lúc mà cô bệnh mà cô lên đây nữa, mà cái bao tử của cô nó có một cái vấn đề là nó không phải như người thường. Cái bao tử của cô nó làm sao á, nó không phải như bao tử của người thường, mà cũng nó láng láng, nó làm sao ở trong bao tử của cô á, nó rất là đẹp. con mới nói là bác sĩ, nếu bác sĩ không tin thì để con đưa cái đĩa của con nằm ở trong nhà vãng sanh niệm Phật, là có các thầy quý sư cô và đại chúng niệm Phật cho bác sĩ coi. Thì bác sĩ nói tôi cũng không tin cô nữa, mà bây giờ tôi khám cho cô tổng quát tất cả luôn thì không thấy gì hết, nhưng mà chỉ cái một hồi kỳ mà cái khu u đó nó bể mà nó bầy nhảy hết, mà sao bây giờ nó gọn gàng, nó không có gì hết, nó cũng như là cái một mụn mới mọc thôi. Thì con mới nói là thì bây giờ bác sĩ cứ coi cái đĩa đi. Thì con cũng không có ở dưới Vũng Tàu thì con cũng không có rảnh, thì sư phụ của con là ni sư Liên Mạnh đó. Ni sư hồi đó là con là sư phụ con là đó, con còn tại gia, con chưa có đi tu, là con ở dưới quê đó, thì con cũng đi vô chùa của sư cô, con làm công quả. Sau này đủ duyên con mới lên được lên Đà Lạt này, con mới xuất gia trong sư bè. Thì bây giờ sư phụ mới nói là bây giờ con về, con dẫn mấy cô Phật tử cứ coi cái đĩa của con, mà cứ nôn nao trên thầy đặng biết cái chỗ đi lên nhìn cái cảnh của trên cái tỉnh thất trên này, với lại lên trên thầy đặng cho biết. Thì mấy cô không biết đường đi, thì con ở dưới đó thì sư cô cho con hay là hồi đầu tháng là con cứ sư cô cứ nói là sư cô bắt bận đàn chàng để qua đàn chàng mới đi. Thì con cũng xin ni sư ở dưới kia, ni sư nói thì bây giờ thì cũng vì thầy đã giúp đỡ cho con được mạnh khỏe, thì bây giờ con ai cần thì con cứ dẫn đi. Thì con có nói thôi gì với thầy cho con đi ít ngày rồi con về, thì con đi xuống dưới này. Nhưng mà ngày hôm qua thì sư cô điện về, sư cô nói là ngày mai là ở dưới đó có một đàn chàng. Thì con nói thì sư cô ra hướng dẫn đi. Sư cô nói không ai chịu tôi hết trơn á, tôi chỉ cần lên đây để kiếm cô Quảng Phước thôi, là cô là nhân vật chánh, ai cũng kiếm cô thôi à, ai cũng muốn vô nhìn cô thôi. Chứ thật tôi á, nhiều khi điện thoại thì số của mình mà cứ hỏi cô Quảng Phước đâu không, mà sư cô nói tôi phung bì á. Anh như là Phật, con bạch trên thầy là thế này, là tại vì con là con cũng về dưới thì con cũng tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ, thì con không biết cái thời gian này con rất là hâm mộ cái bộ kinh Vô Lượng Thọ. Con ngồi con cũng nhắm mắt lại, con cũng thấy
cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, xong cái con nói sư cô Tịnh Hương, không biết sao mà con chỉ nhắm mắt lại là con thấy cái hình cái bộ kinh, nhưng mà con không thấy là nó có cái chữ gì, con chưa thấy, nhưng mà con thấy cái hình cái bộ kinh nó nằm ngay cái chính giữa cái con mắt, ngay cái chỗ ngay chính giữa cái sống mũi con nè. Thì con nói sư cô vậy, cái con mới nói là sư cô nói đâu giờ thì cứ nguyện đi, nếu mà thật tình mà cho con tụng kinh gì thì cho con thấy luôn cái bộ kinh đó, đặng cái chữ đó đặng con biết. Thì con cũng nghe lời sư cô, con cũng nguyện vậy. Thì con nguyện là nếu mà các ngài muốn cho con chiên gì một bộ kinh gì đó thì cho con biết được cái bộ kinh đó luôn, cái tựa bộ kinh đó là kinh gì. Thì con nói vậy thì chiều lại thì con cũng ngồi con tụng kinh xong, con ngồi con hồi hướng, con niệm Phật, con hồi hướng xong con ngồi đó một chút, con đứng dậy thì con ngồi con nhắm mắt lại đó. Thì trong cái quyển kinh thì lúc đó nó chưa có hiện ra cái chữ, sau nó mới hiện ra là cái chữ kinh Vô Lượng Thọ, mà hào quang rất là đẹp, nguyên dòng cái quyển kinh, dòng hết cái quyển kinh đó. Con mới xuống con nói sư cô, hồi sáng sư cô chỉ dạy con nguyện vậy thôi, thì con cũng nguyện vậy đang cho con biết cái bộ kinh đó là bộ kinh gì, là các ngài muốn cho con tu, thì con chỉ nói vậy thôi. Mà bây giờ con chỉ nói gì, con thấy là ngài cái trong cái quyển kinh đó là không phải quyển kinh Lưu Vân Sám, mà cũng không phải là quyển kinh Dược Sư, mà bây giờ nó hiện lên là quyển kinh Vô Lượng Thọ, thưa sư cô, mà hào quang rất là đẹp, nó vòng quanh cái quyển kinh luôn, mà nó sáng luôn, nó hiện luôn cái chữ lên như vậy. Cái sư cô nói thì như vậy là chắc mấy ngày tụng kinh về nhập tâm. Con nói là con chỉ tụng thì con tụng, nhưng mà con tụng con lúc nào cũng nhớ ở trên đàn tràng, ở trên thầy giác nhàn, thì con cũng đem công đức con hồi hướng tất cả trên cái đào tràng ở trên tịnh thất Quan Âm của thầy giác nhàn, chứ con không biết nha, là tại vì hồi lúc đó mình hoạn nạn thì cũng nhờ thầy, nhờ đại chúng, thì con đem công đức này con hồi hướng hết trên rất đạo tràng trên đây. Mà sư cô nói nếu mà như vậy thì chắc Phật chứng minh cho Quảng Phước rồi đó. Cái con nói thì bây giờ nếu mà như vậy thì bây giờ sư cô cứ cho con là con phát nguyện, nếu mà chỗ nào mà cứ cần con thì sư cô cứ cho con đi một ngày hoặc hai ngày, tỉ như ai muốn lên cho thầy thì sư cô cũng cho con đi. Sư cô nói sợ là con đi là biết có sức khỏe có ổn hay không. Con nói sao cô có an tâm đi, chắc Phật cũng phải dẫn cho con đi, cũng an ổn, không có gì. Thì giờ con trên trước là trên thầy, sau là tất cả đại chúng, trên quý ni sư, quý sư cô, cùng đồng thể đại chúng. Thì con cũng không biết là con phải cảm tạ thầy như thế nào. Thì con chỉ biết con tụng kinh, niệm Phật là con chỉ tu, con hồi hướng công đức trên thầy và tất cả quý sư cô, quý ni sư và toàn thể đại chúng thôi, chứ con tất cả chúng sanh thôi, chứ con không, ngoài ra con không biết làm gì hơn. Con chỉ mơ ước của con là như vậy thôi ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm trước có sư cô Tịnh Hương ở Vũng Tàu, là cái sư cô mà ốm đưa sư cô Quảng Phước lên đây để mà chữa bệnh á, rồi lên đây để mà niệm Phật giảng sanh á. Thì cô Tịnh Hương cũng mới nói thầy ơi, bữa nay cô Quảng Phước cô ăn dữ quá, cứ một chút đói ăn kiểu này sập chùa luôn á. Kêu cái ruột của cổ bên này nó hết rồi. Và hôm bữa nhớ cô nói, cô phát biểu là thấy trong cái đường ruột nó sáng, nó trong như bóng đèn vậy đó. Là Phật A Di Đà ngày rọi trong đó, nó trong vắt như vậy đó. Cho nên thành ra cái ruột, cái bao tử của cổ bây giờ nó trống. Ông bác sĩ hồi nãy ông nói, cổ nói là nó láng mà nó khác thường, nó rất là đặc biệt. Đó. Cho nên cái ánh quang minh của Đức Phật A Di Đà mà nó soi đến đâu á, là nó tiêu nghiệp đến đó. Rõ ràng như vậy. Cái đĩa trước cô có nói, cô vừa niệm Phật ngã cái lưng xuống một cái là thấy cái ruột nó trong sáng như cái bóng đèn, không ha? Nó trong sáng như bóng đèn, tức là ánh quang minh của Đức Phật nó rọi vô trong đó, bắt đầu cái bệnh nó hết. Ung thư đại tràng mà nó ăn lên tới cổ rồi, khối u nó vỡ rồi, thế mà bây giờ nó lành lặn, nó khô hết. Cái này không phải tự dựng phim hoặc bịa đặt, mà đây là quý vị đã về thấy tận mắt. Cổ đã hộ niệm cho cổ tại cái phòng vãng sanh này. Cái ngày giác ngàn trở lên tưởng chừng như là cổ không có qua được, mà nhiều lần giác ngàn cứ cầu nguyện Phật làm sao để cho cổ lên đây một lần, tương đối Phật tử về đông đông ở các nơi, để cho cổ nói lên cái vấn đề mà cổ bị bệnh á, được chuyển hóa. Mà khi cổ xuống cổ khám bệnh ở dưới nhà thương, kiểm tra tổng quát ở nhà thương, thì vả thực hôm nay quý ni sư cũng đông hơn mọi thường, và quý Phật tử cũng đông hơn là bình thường.
và đúng như cái tâm nguyện giác nhàn, và cổ cũng muốn lên đây cảm tạ đại chúng và đồng thời nói lên tiếng nói của sự thực là niệm Phật chuyển hóa bệnh ung thư tại Việt Nam chúng ta. Có cô Quảng Phước cho một chàng pháo tay. Đó nè. Đó. Bây giờ quý vị muốn thử không? Về ung thư rồi lên nằm đây là biết gì. Một là giảng sanh, hai là hết bệnh thôi. Hảo nè. Nhưng mà thường thì chúng ta gì? Chúng ta vãng sanh. Thực ra cô Quảng Phước hết bệnh, đây cũng là một cái sự gia trì của Phật. Nhưng cái mong muốn của giác ngàn và cổ vẫn là mong muốn để cổ vãng sanh. Bây giờ cổ hết bệnh, cổ đứng đây, cổ làm những công việc Phật sự, đưa người lên trên này, rồi cảm ứng được cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, cổ có cái nguyện mà nó xuất hiện là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ bằng ánh hào quang, ngũ sắc đồ đẹp đẽ như vậy đó. Đó cũng là cái sự cảm ứng. Nhưng mà so với cái tâm lực, sức lực và cái tâm nguyện cổ sống lại trong cõi ta bà này, so với đã vãng sanh thì ở đây không bằng một lai một ly nào hết. Về bên cực lạc trong một buổi sáng cúng 10 muôn ức cõi Phật sống, thần thông diệu dụng, nó vi diệu lắm. Nhiều người chúng ta không biết, hết bệnh là mừng không ạ? À? Giác ngàn hơi buồn, bữa đó đẩy đi không được, uổng ghê. Vô thế rồi, bữa đó vô thế rồi. Chỉ chăm chăm hâm nhìn tượng Phật niệm, giác ngàn kêu chắc chắn cái ca này là lượm bỏ túi rồi nha, chắc chắn là giảng sanh nha. Thế mà cuối cùng cũng chật lắc, nhưng mà đỡ, cũng hết bệnh. Làm cho quý vị có niềm tin Phật Di Đà không những cứu tử, tức là lúc chết được vãng sanh, mà độ sanh. Không những độ tử mà còn độ sanh. Độ sanh cái nghĩa là sống lại. Và hôm nay Phật cảm ứng với cổ là cổ thấy được cái bộ kinh Vô Lượng Thọ trong ánh quang minh của Phật, và cổ liên tục để cho mọi người tụng kinh. Chùa cổ ni sư trụ trì, thế mà cứ gặp cổ không không gặp ni sư trụ trì. Lạ kỳ ở chỗ này. Bởi vì có chứng chuyển mà. Niệm Phật có gì? Có sở. Sở chứng nghĩa là chứng nghiệm được cái pháp môn niệm Phật, chuyển nghiệp, gọi là chứng chuyển. Hôm nay cổ lên cổ nói trước đại chúng về cái vấn đề là xuống khám mà cái đường ruột trong 2 tháng mà bác sĩ không thể nào ngừng tin tưởng cái đường ruột mà nó gọn băng, khối u nó gọn gàng gói ghém lại, là con người cổ nó khỏe. Vừa rồi cổ đi xuống Nha Trang, cổ đi băng băng băng, người nào cũng kêu sao cô này không biết Phật ai nhập cổ, cổ đi dữ không biết. Xuống dưới Nha Trang cổ đi băng 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 qua đảo. Lúc trước là khiêng lên hì 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 rên, trời ơi, trên xe tưởng là chết, cứ nhìn lại hoài à. Bữa giác ngàn xuống rước lên mà, đi sư cô Thông Hoàng, nhìn lại, cứ lỗi nhìn lại thấy cô nhắm mắt mà lắc qua lắc lại, tưởng là đi à. Mà nếu mà đi lúc đó là không giảng sanh được. Mà giác ngàn về, giác ngàn kêu mấy cô đồ ở cổ lọc đồ chuẩn bị xăm đổ vô cho nó khỏe lại để niệm. Chứ còn mới lên mà đi liền là không có giảng sanh được. Kéo ra kéo cái mạng sống vài bữa, mà kéo mãi đến 21 ngày quý vị. Ngày 21 ngày cổ xuất viện, cổ ra đi, cổ ra đi, cổ hân hoan vui vẻ. 21 ngày ở tại trong này, dễ sợ thiệt như vậy. À, cho nên hôm nay bây giờ có thêm một cô này nữa. Hôm trước có một bà cụ hết bệnh đi về, cô này cô kêu, chắc con cũng hết bệnh luôn á. Kêu cái bệnh cô chắc không hết nổi. Ung thư buồng trứng giai đoạn cuối này chắc không hết. Mà không mong hết bệnh, cổ bây giờ cũng vậy. Hồi nãy vô giảng nhàn thấy sắc diện cô là ốm lắm rồi, sức cô kém lắm. Chắc một vài bữa nữa cô đi chứ không lâu. Cho nên giảng nhàn có một lời kêu gọi, có một lời kêu gọi là quý vị cố gắng về để hộ niệm cho cổ trong cái giai đoạn cuối này rất là tốt. Bây giờ thì giác ngàn còn một cái câu hỏi muốn hỏi cô Quảng Phước nữa là khi cô về lại tại nhà đó, là về lại tại chùa đó, thì cái thời khóa tu tập cũng như là cái tâm nó có an lạc như cái lúc trước cô niệm Phật ở đây không, hay là nó có gia giảm, nó có gì xúc giảm hoặc là? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái thời gian mà con được khỏe, con đi về thì cái trong cái đường tu của con thì lúc nào con cũng niệm Phật, cũng tu kinh đột tụng kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà có lúc thời gian về đây thì ni sư cái chùa của ni sư nó dột, thì ni sư đang sửa sang, đang dọn dẹp, thành ra con cũng cách nó cũng thời gian nay cũng cỡ hơn 2 tuần. Vậy lúc trước thì con cũng tụng kinh Vô Lượng Thọ, một ngày con cũng tụng được 3 bộ, niệm Phật, lễ Phật. Con cũng mơ ước là tại vì lúc đầu thì con hết bệnh, con đi về thì con thấy con nghĩ cái tâm niệm của con thì thầy á, thì tâm niệm của thầy ước ao là thầy sẽ mở cái nhà giảng sanh, là ai vô thì coi như là bệnh bác sĩ chạy vô thầy phải niệm Phật cho là giảng sanh hết. Nhưng mà con rất tiếc là con không được giảng sanh, con đi về, nhưng mà con cũng rất là buồn.
Tại vì cái mơ ước của thầy mà con không có được thành công, nhưng mà sao con nghe cô Liên Tiết được giảng sanh con rất là mừng. Tại vì thầy nói là vậy là chắc cô mở hàng, cứ một người đi một người ở, một người đi một người ở thì có thì cô Liên Tiến giảng sanh, rồi ông cụ cũng giảng sanh, rồi thêm một bà cụ nữa cũng bị ung thư, bà cụ hết bệnh đi về, thì con nghe con rất là mừng. Tại vì thầy là ước nguyện của thầy là như vậy, là được đạt thành công. Đức Phật A Di Đà cũng phù hộ cho thầy, những cái tâm niệm của thầy là sao là và coi như là một người cứ vô một người ra, một người vô một người ra vậy. Hình như là đúng như vậy quý vị, một người vô người ra. Cỏ thì ra, cô Liên Tiến thì vãng sanh. Cỏ ra tức là cô hết bệnh. Ông cụ vãng nhàn thì vãng sanh. Cái bà cụ kia hết bệnh. Cô này chắc vãng sanh quá. Người ra, người vô. Y chang, bốn người đó. Hai người hết bệnh, hai người vãng sanh đó quý vị. Ông cụ vãng nhàn, ông nằm, ông mở mắt. Quý vị coi cái đĩa vừa rồi vãng nhàn đưa không ạ? Ông nằm mà ông gần chuẩn bị chết. Ra đi mở mắt, ông mở chớp chớp chớp. Ông nhìn lại mình thấy... bà cụ bên kia bên nằm bà nhìn bà kêu chắc cũng phải đến phiên mình quá, bà cứ liếc liếc bà nhìn miết à. Bà cuối cùng cái bà đi về, cái ngày bà đi về trời bà mừng quá, bà lên xe, bà lên xe bà mừng quá. Cho nên thành ra là tại pháp hội chúng ta đó, thực sự Phật gia hộ là như vậy đó quý vị. Chứ có nhiều người nghĩ vô đây là giảng sanh là chết á, cho nên người ta không, người ta sợ phải một người hết bệnh như vậy người ta còn vô, để người ta biết đâu mình hết bệnh. Thì hôm nay cái chương trình chúng ta có làm một cái sập phóng sự với cô Quảng Phước, coi như là cái đĩa này đi qua Mỹ và khắp nơi, hầu như ai coi vô là cảm xúc liền, gọi về hỏi là cổ làm sao rồi. Hôm nay là sự thực cổ trình bày là cổ đã hết bệnh, con người đã khỏe, mà nhìn tướng của cổ lại là khác hơn cái lúc mà cổ lên đây. Lúc đầu tiên dắt ngàn xuống á là thấy cổ khoảng 25 tuổi thôi, thấy nằm chút xíu trên giường nhìn thấy trẻ măng. Rồi bắt đầu lên trên này là thấy già khú á. Cái lúc mà chuẩn bị ra đi nhìn cái mặt già ngắt á. Lúc khoảng 15-16 ngày cái mặt già ngắt á. Nhưng mà đến bây giờ cái bắt đầu cái không trẻ không già, nó vừa vừa lại rồi. Quân bình lại rồi. Cho nên thành ra là một cái người niệm Phật nó có cái công năng lạ kỳ, nhưng mà phải đặt cái niềm tin vô đó. Chứ mà niệm mà không đặt niềm tin vô nó khó. Bây giờ tháng nào hậu sự mình khỏi phải lo gì nữa. Như có hôm nay cũng có ni sư Đông Hoàng, bởi vì mỗi lần tụ tập một cái số lượng người để hộ niệm xuyên suốt 24/24 á, thì nó rất là khó. Đồng thời người ta quyết tâm dữ lắm, cho nên mình sẽ đầu tư rất nhiều cái vấn đề đó. Thành ra nhờ vì cái vấn đề đầu tư như vậy mà sau một cái ca hộ niệm qua rồi mình không có một cái tư liệu gì hết thì nó rất là uổng. Ngay nơi đạo tràng chùa, ngay nơi đạo tràng cư sĩ ở ngoài Đà Nẵng là cô Diệu Hương mà cũng có làm rất nhiều cái phóng sự. Và những cái phóng sự này gửi đi các nơi trên thế giới và người ta phát tâm, người ta lập ra ban trợ niệm rất nhiều. Và nhiều người tới tại cổ, các vị tu sĩ cũng học luôn. Nhưng mà cổ thì ở ngoài đó, cổ hộ niệm rất là thành công. Tuy nhiên hôm nay tại Đà Lạt mình, đức trọng của mình chưa có cái ca nào mà nó có một cái sự mà làm nó có một cái căn bản giống như là ở ngoài Đà Nẵng. Tuy nhiên vừa rồi có chú Đức Thọ, nhưng mà nó cũng mang tính cách cá nhân, người ta mang về nhà chứ nó không có mang tính cách tập thể, nó mới có cái tổ chức như vậy. Giờ đây Giác Nhàn cũng mời sư cô cũng có vài lời, mình làm một cái phóng sự như vậy đó để Giác Nhàn có cái tư liệu mà. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại mười phương chư Phật, mang tam bảo và tất cả Phật tử, tất cả thầy tăng ni và con pháp danh là Quảng Phước. Vì căn bệnh ngặt nghèo
Mình cách đây cũng lâu, cũng gần chắc cũng có một năm rồi ạ. Mà cứ đi trị miết hết bác sĩ này tới bác sĩ khác. Chị hồi từ lúc nó chưa bể mà chị ghét tới nó bể luôn, mà nó cũng không hoàn thành. Thì con ở trong chùa của sư bà, thì con xin đi trị bệnh. Thầy ra thì con đi với sư cô Tịnh Hương đây, sư cô dẫn con đi. Thì con cũng đi xuống dưới kia, xuống dưới Vũng Tàu con ở. Con đi ít bữa thì con về, thì con thưa với sư cô là đi qua bên ni sư Phong Hoàng, thỉnh ni sư Phong Hoàng làm thầy chỉ cho con. Thì qua thưa bên ni sư, thì ni sư chấp nhận con một đệ tử. Coi như hiện nay ni sư là thầy bổn sư của con. Rồi xong sư cô mới đưa con đi về dưới kia, con đi trị tiếp. Nó ra máu đã rồi, nó bể cái mục đó trước khi là chưa đi xuống Vũng Tàu là nó bể rồi. À, nó bể đầu tiên á là ngồi trên xe mà tới xỉu luôn, khắp xỉu luôn, mà người ta lấy hết tiền giấy tờ ở trong người luôn. Sau này về thì coi như là không, mấy sư cô đồ này kia không cho đi một mình nữa. Nếu mà nó có chuyện gì nữa thì cũng giống như cái đợt đầu vậy thôi. Thì con quyết tâm là con sẽ đi trị tiếp. Thì sư cô về tới Vũng Tàu thì sư cô cũng có lo miết. Về tới đó là mới nó càng ngày nó càng nhiều. Thì con cũng gắt giấu sư cô, sợ sư cô lo. Nhưng mà không ngờ là sư cô đã biết trước chuyện con đã nói ra. Con không nói mà sư cô đã biết trước. Thì đi càng ngày nó càng nhiều, đi càng ngày càng nhiều. Sau này cái điều chích thuốc, nó kêu là chích thuốc cho nó tiêu. Thì con cũng nghe lời chích. Chích xong một mũi, xong một mũi nữa, bắt đầu nó sang qua bên đi cầu ra máu. Cái mục đó nó không chảy ra nữa, nhưng mà nó sẽ đi về cái đường khác. Đi miết thì bắt đầu sư cô sợ đi. Nửa đêm sư cô cũng phải đi về cái đường khác. Đi miết thì bắt đầu sư cô sợ đi. Nửa đêm sư cô cũng phải dẫn đi bác sĩ. Đi vô bác sĩ nó khám, nó nói là bệnh chỉ thôi, không gì hết. Nó chích thuốc xong rồi nó cho về. Về là nó chỉ là cái thuốc cầm máu thôi. Về là cầm được tới sáng, bắt đầu đi tiếp. Tới dần đi hoài quỷ gì đó rồi mệt quá rồi sư cô mới nói là thôi con với cô Phật tử, cổ đi xuống Vũng Tàu chung, cổ đưa lên thành phố, đi vô trung tâm bú khám lại. Rồi đi vô đó khám xong, nó cũng cho thuốc uống, cũng về. Về nó cũng dẫn ra như vậy, cái đi thêm một đợt nữa, chích thêm một mũi thuốc nữa, xong đi qua một đợt nữa, nó nói là nó nghi cái này bên đường ruột. Cái mục đó thì nó không chảy máu nữa, nhưng mà nó ăn lên đường ruột rồi. Bây giờ nó đưa qua bên bệnh viện Chợ Rẫy, đi vô bệnh viện Chợ Rẫy, cũng thuốc mang, đồ này kia, đang nằm trong đó mà đang lúc đó nó cũng vô mấy bình nước biển. Mà nó cũng dẫn ra, nó phải chích mũi thuốc, mạnh quá đi con mới khắc xỉu đi. Mấy tiếng đồng hồ sao vậy đó, là con mới phục hồi lại được. Rồi bắt đầu bác sĩ mới khám, mới nói là cái này của cô á, là bây giờ chỉ có là tới đâu hay tới đó thôi.
chứ là của cô là thuộc về ác tính rồi, không mổ được, không cắt được chỗ nào hết. Cô nghe thì con rất là buồn. Đi xét nghiệm, đi đủ thứ hết. Xong là đi dùng một lý do đi mua thuốc. Thì con đi mua thuốc thì tất cả những cái to, những cái thử máu đồ này kia, đi tiểu đồ này kia, tất cả giấy tờ đó con đã quậy quỷ hết. Con không về, con không về, con không nói gì cho cô biết là cái bệnh con như vậy. Nhưng mà sư cô cũng biết. Vì sư cô hỏi giấy tờ đâu thì con nói là giấy tờ con dục hết rồi, con không có đem về. Sư cô nói không đem về coi, nếu phòng giảng sanh đó, trong lúc phòng giảng sanh đó chưa xong thì phải thầy về thầy làm một